Now they call the mascot. Ngon miệng, 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 ngon miệng
Comment dire de tous les deux côtés, il faut faire tous les deux côtés. Heimat. Anh em mình dạy từ cách đây 24 năm rồi. Hai mấy năm rồi?
cái định tiến bộ gì mà thế thì làm sao mà dùng ngôn ngữ để mà chữa bệnh được. Đấy, học 3 năm là đã thấy là đã giỏi lắm rồi, bọn trẻ con giờ tiếng Anh nữa rồi như gió ấy. Nhất là trong Nam bọn nó chất lượng học tiếng Anh của tất cả các loại em học bình dân BCFC với em bách khoa còn 3 buổi, vì mình có tiếng Anh nữa nên học tiếng Pháp rất nhanh, 1.5 năm và ok rồi là đi rồi. Hồi đầu em nói anh nhá, hồi đầu bạn là lúc cười ấy. Hồi đầu đi em không điêu tại vì em vào sau của em không biết phát âm làm sai thôi cười. Đấy là lo đó. Sau là cũng phải chịu khó học, sau là cùng một cái thời gian là cái lớp đấy nhá, thì em học đến nửa lớp thì em tức là lớp đấy là đã học trước rồi đấy. Thế thì có tháng nhá, thì em vào được 3 tháng em xin lên lớp trên, và lớp trên đấy học xong thì em coi như là điểm em cao nhất lớp luôn để chuyển môn không với thứ khác thì là xem mà chuyên môn thì sau này là các sư cũng vậy. Đấy là chính vì thế mà thì Huyền thì rất là thích, rồi sau này xin cho anh Giao này, cho anh Hoan bộ môn Hoan anh đi đi ôi ông đi này Giao cũng học rất là chăm chỉ, ông ra ông tay chơi cũng nói gì rồi tuổi cái của ông Hoan thì nghe nào chăm chỉ, nhưng mà ngôn ngữ của ông là ngôn ngữ ở đây để viết cũng không nói được, không dùng được bạn nên tiếng Việt đọc của nó. Rồi đúng là cái anh không được vào, nhưng mà cứ bảo là vì được em đã học như thế rồi cho em giới thiệu với chị tín nhiệm cho họ học Giao Thăng Lùng cái gì cả, Giao học kiểu qua đầu qua Hoan học là biết Giao Hoan rất Thảo con là con dâu trong bò đá bông ấy.